Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy quân vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại, còn kẻ khác lại nói ông Ê-li-a đã hiện ra, kẻ khác nữa nói rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Hê-rô-đê thì nói: ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, người ta nói có tật thì giật mình. Vua Hê-rô-đê trong bài tin mừng hôm nay là một điển hình. Ông bối rối và lúng túng trước những tin đồn nhận được về Chúa Giêsu. Người thì nói về Chúa Giêsu thế này, kẻ thì thế kia. Người thì cho Chúa Giêsu là ngôn sứ Ê-li-a, kẻ lại bảo là Gioan Tẩy Giả đã sống lại. Người khác thì lại nói là một tiên tri nào đó đã chết nay sống lại. Còn Hê-rô-đê thì hoang mang sợ hãi, vì chính ông gây ra tội ác, chính ông đã cho chém đầu Gioan Tẩy Giả. Giờ lại có tin đồn về Gioan hay một người nào đó là một tiên tri đã sống lại, làm cho tâm hồn của ông bất an vô cùng. Thưa anh chị em, lương tâm là tiếng Chúa đặt để nơi sâu thẳm tâm hồn của mỗi người, mách bảo chúng ta làm điều lành và chắn điều dữ. Bất cứ khi nào chúng ta làm những điều tốt lành cho nhau, tâm hồn chúng ta cảm thấy vui mừng, hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta làm điều gì nên tội thì tâm hồn bất an. Tội càng nặng thì tâm hồn càng bất an. Người ta thường gọi đó là lương tâm bị cắn rứt. Cắn đã đau rồi mà còn rứt rứt nữa chắc là đau lắm. Cho nên khi người ta làm điều xấu, điều tội thì lương tâm không bao giờ yên ổn. Chỉ có một cách duy nhất để giữ cho tâm hồn của mình luôn được bình an, đó chính là chúng ta siêng năng làm điều tốt cho nhau, và chúng ta cảm nhận được cái niềm vui, cái hạnh phúc khi chúng ta làm điều tốt cho nhau. Và một điều nữa, đó là chúng ta phải chắn những cái điều dữ, chắn phạm tội. Một tâm hồn không phạm tội thì dễ dàng đón nhận được cái sự bình an. Chúng ta không phạm tội trọng và cả tội nhẹ nữa thì tâm hồn mới bình an thật sự. Điều này chắc là khó, nhưng đó là một cái điều, một lời mời gọi mà Chúa muốn mời gọi chúng ta để chúng ta sống trọn hảo. Ai làm được thì người đó đang trở nên, hay là đang trên đường trở nên thánh thiện, trở nên những thánh nhân của Chúa. Anh chị em nên nhớ, người Công giáo chúng ta không chỉ dừng lại ở việc làm người tốt mà thôi, mà còn nâng lên một bậc sống cao hơn nữa, đó là nên thánh. Ngoài việc sống không phạm tội, giữ mình trong sạch, thì người Kitô hữu còn được mời gọi để thực thi đức ái trọn hảo. Khi chúng ta thực thi giới răn mến Chúa và yêu người,
Mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người như chính mình ta vậy. Đây cũng là hai giới răn tóm gọn toàn thể lề luật Chúa và hướng chúng ta sống đến đời sống thánh thiện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống trong sạch, trong tư tưởng, trong lời nói và trong cả việc làm, và hướng chúng con biết thực thi điều Chúa muốn nơi chúng con, đó là mến Chúa, yêu người, để mỗi ngày chúng con được bình an và nên thánh thiện hơn. Amen.